Kính thưa quý vị, những kẻ vũ trang bắn chết 3 người Hồi giáo Shia ở miền đông Pakistan, tin từ Gujranwala. Những kẻ vũ trang đã tấn công hai ngôi đền Hồi giáo Shia ở thành phố Gujranwala ở phía đông của Pakistan, giết chết một giáo sĩ và hai tín đồ khác vào ngày hôm nay, gây lo ngại bạo lực sắc tộc. Các cuộc tấn công diễn ra trong khi người Shia bắt đầu tổ chức các cuộc tụ họp tôn giáo trên toàn quốc trong thánh lễ Muharram. Theo các báo cáo, những kẻ vũ trang đã xông vào một đền thờ Hồi giáo Shia và bắn vào người dẫn đầu buổi cầu nguyện, giết chết ông ngay tại hiện trường. Những kẻ vũ trang cũng đã tấn công một đền thờ Hồi giáo khác trong thành phố, bắn xạ vào những tín đồ trong buổi cầu nguyện buổi sáng và giết chết hai người trong số họ. Những kẻ tấn công đi trên xe máy đã bỏ chạy sau đó. Thành phố Gujranwala nằm khoảng 60 km về phía đông thành phố Lahore, thủ phủ của tỉnh Punjab. Những người Shia đưa đám và các cư dân đã đặt các quan tài trên đường phố và đốt vỏ xe để biểu tình phản đối các cuộc tấn công. Họ yêu cầu chính quyền bảo đảm an ninh cho họ. Không có nhóm nào nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, nhưng các cuộc tấn công như vậy thường được đổ lỗi cho các nhóm chiến binh Sunni. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, chiều cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi phạm thuộc nhóm chiến binh Sunni và 3 công nhân Afghanistan liên quan đến vụ nổ súng. Đa số người Pakistan là người Hồi giáo Sunni, trong khi người Shia chiếm khoảng 15% dân số, khoảng 180 triệu người. Cả hai cộng đồng thông thường sống trong hòa bình với nhau, nhưng các chiến binh từ cả hai bên đã giết chết hàng ngàn người trong các cuộc xung đột kể từ khi xuất hiện chiến binh Hồi giáo trong nước vào những năm 1980. Hồi giáo Shia là một phái Hồi giáo thiểu số, phát sinh từ một tranh chấp về việc chọn người thừa kế tiên tri Muhammad 1.400 năm trước đây. Nhiều người Sunni cực đoan xem người Shia là những kẻ bỏ đạo Hồi giáo.